Chào các tình yêu của em mọi người nhá. Chào mừng mọi người lên một livestream sáng nay của Soft City VTS mọi người nha. Các tình yêu ơi, ai xem live thì chấm nút mình một chấm đẹp. Em gửi lời chào tới các tình yêu của em mọi người nhá. Như thường lệ trong trong cái buổi sáng ngày hôm nay ạ, em mới dành tặng khoảng 20 cái khăn luôn cho tình yêu là mà chia sẻ livestream về giúp Quỳnh mọi người nhá. Mọi ai sẽ mai chấm nút Quỳnh một chấm nhận, em gửi lời chào cho các tình yêu của em nào. Em chào Trần Huệ nha, chào 17 tình yêu của em mọi người nhá. Mọi ai sẽ mai nhanh chóng là chấm nút Quỳnh một chấm nhận để em gửi lời chào cho tình yêu của em nào. Ok mọi nhá, livestream này Quỳnh sẽ dành tặng khoảng là 20 cái khăn len luôn cho tình yêu là mà chia sẻ livestream tiếp này. Tặng khăn len như Quỳnh đang đeo bây giờ chị với cái giá tại cửa hàng đang hiện tại đang bán với cái giá là 90k mọi nhá. Và ngày hôm nay dành tặng quà này, mua chia sẻ cho Quỳnh nào, chỉ cần chia sẻ livestream này 10 trang hội nhóm và 5 lần lên trang cá nhân của mình ở chủ động khai, sau đó theo dõi fanpage City Vintage của em ở chủ động rất nhiều nhá. Và quay trở đây comment cho Quỳnh đó là tặng khăn kèm số điện thoại kèm tỉnh thành nơi mà các chị yêu của em đang sinh sống cho nhá, để em có thể tặng quà cho mọi người là tình ơi, để em có thể tặng quà các tình yêu của em mọi nhá, tặng luôn là 20 cái khăn len luôn trong đầu livestream mọi người nhá. Ok, mua đồ ngày hôm nay sale giá 120 tình yêu ơi. Ok, chào Nhung Mi, chào Bố Trinh, chào Thiên Lý nhá. Chào thêm Mũ Thị, chào tất cả tình yêu của em đang theo dõi livestream sáng ngày hôm nay của Quỳnh mọi người nhá. Mọi người mọi nhanh chóng và chia sẻ lại cho Quỳnh nào. Chỉ cần chia livestream này 10 trang hội nhóm này, 5 lần trang cá nhân của mình ở chủ động khai, sau đó theo dõi fanpage fanpage City Vintage của em ở chủ động tiêu nhá. Và quay trở đây, comment cho em đó là đã chia sẻ kèm số điện thoại kèm tỉnh hành để em tặng khăn yêu em mọi nhá. Để em tặng khăn như mang đeo bây giờ cho tình yêu của em nào. Chào tình yêu của em mọi người nhá. Các tình yêu ơi, mọi người chia sẻ livestream với em nào. Chỉ cần chia sẻ like thôi ạ, 10 trang hội nhóm này, 5 lần trang cá nhân của mình ở chỗ hoa đồng hồ theo dõi fanpage của em mọi người nhá. Và comment em điều luôn nha. Ok, mốc view là mốc view 40 người xem ạ. Mốc view 40 người xem để bắt đầu tặng quà cho người đầu tiên tình yêu ơi. Ngày hôm nay không cần giờ view cao quá đâu, chỉ cần 40 người xem đầu tiên thôi để Quỳnh tặng quà cho người đầu tiên mọi người nhá. Em cho tất cả các tình yêu của em mọi người nha. Mới có 2 là chia sẻ mọi người, mọi chia sẻ là chuyện tuyên nào. Chia sẻ chuyện này ít nhất là 10 trang hội nhóm này và 5 phần trang cá nhân của mình ở trường công khai nhá. Chào Phạm Tiến Linh tình yêu nha, chào Thám này, chào Bùi Ngọc có quân nỉ em ơi, chào Quỳnh Như nhá, chào 12 tình yêu của em mọi người nhá. Mọi nhanh chóng mà chia sẻ chuyện với Quỳnh đi ạ. Chỉ cần chia sẻ chuyện này 10 trang hội nhóm này, 5 phần trang cá nhân của mình ở trường công khai, sau đó qua chuyện đây comment riêng đó là tặng quà đã chia sẻ kèm số điện thoại kèm tỉnh thành mọi nhá. Tặng khăn như Quỳnh đang đeo bây giờ trị giá là 90k này. Tặng khăn chỉ là 90k luôn cho tình yêu là chia lá chim này mọi người nhá. Ok mọi người bắt đầu chia lá chim đi nào. Và các mọi Quỳnh đó là đã chia sẻ kèm số điện thoại kèm tỉnh thành đi nhá. Em chào 16 tình yêu của em mọi người nhá. Chào 16 chị yêu của em mọi người nhá. Mọi người bắt đầu chia lá chim cho Quỳnh nè. Chỉ cần chia sẻ lá này 10 trang hội nhóm này, 5 lần trang cá nhân của mình ở chế độ công khai đi nhá. Sau đó quay chuyện đây comment em đó là đã chia sẻ kèm số điện thoại kèm tỉnh thành nơi mà các tình yêu của em đang sinh sống mọi nhá, để hợp lại được tặng quà với em ạ. Để hợp lại được tặng quà với em thiếu nhá. Em chào 17 tình yêu của em mọi người nhá. Mọi người nhanh chóng mà chia sẻ livestream cho Quỳnh đi ạ. Không cần làm bất cứ một cái gì nhiều nhá. Ok, ngoài tặng khăn em mới tặng luôn mono nhiều nhá. Ngoài tặng khăn thì em mới tặng luôn cái mono là trị giá là 120k. Mọi người thích quà gì cũng được mọi nhá. Thích quà là cái gì cũng được, là mọi người chỉ cần chia livestream mà chia livestream thôi. Và thích quà gì thì cũng được, lựa chọn thoải mái mọi nhá. Đó là khăn hay là mũ nồi tùy ý mọi người ạ. Đây giúp Quỳnh cái mốc view là mốc view 30 người đang xem mọi nhá. Mốc view 30 người đang xem tụi em nào. Mốc view 30 người đang xem một điều chỉ cần chia livestream mà thôi ạ. 10 trang hội nhóm, 5 phần trang cá nhân của mình ở chứ không khoa điều nhá. Ok, tặng quà cho người đầu tiên cho Sôm này. Ok, người đầu tiên tặng quà đó là Nanh Nanh chia sẻ 50 nhóm này. Ok, tặng quà luôn cho Nanh Nanh nhá. Nanh Nanh với số điện thoại đó là cho chị cái bút giả em ơi. Ok nhá, tặng quà luôn cho Nanh Nanh này điều này. Mọi người chia sẻ livestream cho Quỳnh nè, chỉ cần chia livestream này thôi. 10 trang hội nhóm, 5 phần trang cá nhân của mình ở chứ không khoa điều nhá. Mốc view tiếp theo, view 30 người xem. Ok, tặng quà đầu tiên cho Nanh Nanh này. Cho chị bút giả nào. Ok nhé, em chào hai chị tôi, hai tôi chị yêu nhá. Mọi người nhanh chóng là chia sẻ chuyện với Quỳnh nào. Ok, người đầu tiên được tặng quà bên em đó là Nanh Nanh này.
với số điện thoại đó là 0974 này 567 này 231. Ok tình yêu nhá. Nào người thứ hai là đúng rồi, người thứ hai nhá. Ok, tặng quà liên tiếp nào. Tặng quà liên tiếp luôn để mọi đẩy view Quỳnh mọi người nhá. Em tặng liên tiếp luôn ạ. Người chia sẻ lại đẩy view em nào. Ok, người thứ hai là Quỳnh Như, comment đầu lại rất là nhiều luôn này. Ok Quỳnh Như này. 50 view Quỳnh mọi ơi. Mốc view, mốc view 50 view nhá để em tiếp tục tặng quà cho người thứ ba là đúng nào. Chỉ cần chia sẻ là chim thôi, không còn làm bất cứ cái gì khác mà nhá. Ok, ghi một Quỳnh Như này. Ghi một Quỳnh Như nha. Ok, ghi luôn này. Quỳnh Như, xong ghi một nhỏ. Ok, Quỳnh Như về số điện thoại là 01693 này 156 này 030 ở Thái Nguyên. Ok nhá. Nào, người thứ ba nào chia sẻ là chim này 10 trang hội nhóm lâm mận trang cá nhân. Theo dõi fanpage City Vintage của em ở chế độ xem trước tiếng nhá. Mốc view 50 người xem thức Quỳnh thôi thì ngồi. Mốc view là 50 người xem nhá. Để tiếp tục tặng quà cho người thứ ba mọi người, để tiếp tục tặng quà cho người thứ ba, không cần làm bất cứ một cái gì khác ngoài cái việc chia sẻ live stream mọi người nhá. Mốc view là 50 người xem thôi em ạ, đúng rồi. Mốc view 50 người xem mọi người nhá, quá đơn giản luôn ạ. Ok, 38 view rồi, đúng 12 người thôi mọi người, đúng 12 người thôi mọi người nhá, để em tiếp tục tặng quà nào. Ok, 39 view rồi ạ. 39 triệu đây, mỗi người cho em xin thêm một nút chia sẻ lên trang cá nhân của mình thôi thì thôi nhá. Đúng mốc view là 50 người xem ạ. Mốc view 50 người xem để em tiếp tục tặng quà thì thôi, chỉ cần trên live stream này thôi. 10 trang hội nhóm 5 mặt trang cá nhân của mình ở chế độ khai. Mốc view là 50 người xem và em tiếp tục tặng quà cho người thứ ba của em mọi nhá. Ok, em mới tặng quà tiếp tục là cho show mày. Tiếp tục là tặng quà luôn mọi người nhá, tặng liên tiếp luôn cho show mày đi không này. Ok, tặng liên tục luôn mọi người nhá, tặng liên tục luôn này. Ok, người tiếp theo đó là Trần Thị Phương Linh. Ok, Trần Thị Phương Linh này, ghim luôn mọi nhá, ghim luôn này. Ok, Trần Thị Phương Linh này. Em tặng từ nãy giờ tặng rất là nhiều quà rồi mọi người, em hãy kiểm tra chị Trần Thị Phương Linh nào. Ok, Trần Thị Phương Linh này. Trần Thị Phương Linh, ok, 10 trang hội nhóm 5 mặt trang cá nhân nhá, với số điện thoại đó là 0352 này 0352 505 này 597. Ok tình yêu nhá. Nào người thứ tư của em ạ, người thứ tư của nhá, chị chim này 10 trang hội nhóm 5 mặt trang cá nhân ở chế độ công khai cho Quỳnh yêu ơi, không cần làm bất cứ một cái gì khác được nhá. Này, chắc rồi biết điều rồi. Ok, mọi người tiếp tục là chia live stream với Quỳnh đi ạ, chỉ cần chia live stream mà thôi. 10 trang hội nhóm và 5 mặt trang cá nhân của mình để hợp lại được nhận quà với em nhá. Để hợp lại để nhận quà với em này. Này, kiểm tra chị chưa? Kiểm tra chị chưa em này? Quỳnh ơi, kiểm tra chị chưa? Xong rồi, cái gì ạ? Kiểm thị cái sạc nhá, bên điếu rồi, ok nào. Ok, mọi người tiếp tục chuyện là Quỳnh nha, 50 view ạ. Chia sẻ Quỳnh có view là 50 người xem được không? Chỉ cần 50 người xem được nhá. Chia sẻ là chim này 10 trang hộ nhóm 5 mặt trang cá nhân của mình ở chế độ khai. Mốc view là 50 người xem được không? Mốc view 50 người xem được Quỳnh ạ, không cần chia sẻ nhiều nữa nhá. Đúng 10 trang hộ nhóm và 5 mặt trang cá nhân của mình. Mốc view 50 người xem để tiếp tục tặng quà được nhá. Mốc view 50 người xem để Quỳnh tiếp tục tặng quà được rồi. Quá đơn giản luôn, ngày hôm nay để được tặng quà bên em thì quá đơn giản luôn, không cần làm bất cứ một cái gì khác mọi người nhá. 5 mặt trang cá nhân 10 trang hội nhóm ạ. Ok thì thôi nhá. Trong thời gian mà đợi các tình yêu chia sẻ cho em cái mục tiêu là 50 ngày sau này bắt đầu mở bán một số cái áo với em được nhá. Bắt đầu mở bán một số sản em này. Ok, đầu tiên mở màn ngày hôm nay là một chiếc áo phao dài. Em mới tắt loa thì với. Tắt loa tiếng chị đi. Ok mọi nhá, mở đầu tiên đó là một chiếc áo phao các lớp dáng dài này. Em sale từ giá 600k xuống là 399k được nhá. Ai thích áo này comment một cái Quỳnh đó là phao cam bất kèm số điện thoại này. Phao cam bất kèm số điện thoại thì ngoài ngày em xả với sale là 399k được nhá. Xả với sale là 399k. Ai thích áo này comment một cái Quỳnh đó là phao dài cam bất kèm số điện thoại thì ngoài. Con này quá dày và quá đẹp luôn. Sale từ 600 xuống là 399.000 hàng Quảng Châu điếu nhá. Hàng Quảng Châu là đầy đủ tem mác này chứ không phải hàng mới 100% chứ không phải hàng si điếu nhá. Ok tình yêu nha, nào ai lấy áo này comment nhanh nước Quỳnh ạ. Đó là bộ áo phao cam bất kèm số này. Đẩy nước Quỳnh cũng là 70 người xem ạ. 70 người xem để em tiếp tục tặng quà đi ngôi. 70 người xem để em tiếp tục tặng quà đi ngôi nhá. Chỉ cần chia chim này 10 trang hội nhóm và 5 mặt trang cá nhân thôi. 70 người xem để em tiếp tục tặng quà nào. Kiếm đâu ấy. Ok, con phao cam bất kèm quá đẹp luôn. Sale với giá là 399k. Ai thích mẫu này không? Mời Quỳnh đó là mẫu phao cam bất kèm số điện thoại đi không nhá. Phao cam bất kèm số điện thoại ngày mai sale với giá là 399k kèm mẫu này đi ngôi. Phao dài cam bất kèm nhá, sale từ 400 xuống chỉ còn lại 399k này.
cái tình yêu của em mọi người nhá. Ok, em mặc quân màu đen bây giờ mọi người nhá. Quần tất chị mặc bây giờ là quần tất 3D em ơi, có ấm nhá, xả ngày mai chị bán với giá là 99k. Quần 3D hàng loại 1 thì ngon ạ, quần 3D hàng loại 1 nhá. Ngày mai bán với giá 99k. À lấy quần này có một nước quần đó là quần tất 3D kèm sổ điện thoại em nhá. Ok, quần màu đen này. Mọi người ơi, mọi người chị là chị Bích Quỳnh nhá. Em qua màu đen tình yêu nhá. Phao là cũng giá là 399k một nhá, cái mẫu phao dài hiện tại quý vị giờ. Với mã đặt hàng đó là phao 399 với giá xả là 399k. Xả từ 400 xuống còn là 390k, chất phao siêu dày và siêu ấm luôn. Bất chấp thời tiết lạnh không độ C mọi nhá. Em sẽ mặc qua màu đen màu đỏ này. Màu đen này thì nó cũng có lông mọi nhá. Khi mà em gửi cho mọi người ấy thì em sẽ gửi kèm lông nữa. Còn bây giờ còn hiện tại bây giờ là em đang lừa rất là trẻ lười gắn cái lông của nó vào. Nên là khi mà em gửi cho mọi người thì em sẽ gửi kèm lông nhá. Đây là phao có mũ lông tình yêu nha. Có em ơi, có chân bé lên chất đẹp em yêu nhá. Đây là màu đen này. Đây là màu đen tình yêu nhá. Đây ạ, à, màu đen cũng quá đẹp. Con này Quỳnh xả con này với giá sale là 399k tình yêu nhá. Có áo gió tình yêu ơi, có áo gió đẹp tình yêu nhá, có nhá. Em ơi, hộ chị với, treo chị con phao cam mà em ơi. Ok thì ơi nhá, là anh này con là con một quần là phao đen kèm số điện thoại xả con này 399k thì ơi. Xả xả con này với giá 390k được nhá. Áo có size tụi anh ơi, áo có size nhá, có áo gió đẹp ạ. Con màu đen này quá đẹp luôn này. Xả giá sẽ thị trường luôn, mọi người ra ngoài mua con này phải có giá 6-700 nhá. Em sale với giá là 399k này. Áo có size thì ngồi, áo có size nhá. Mẫu này quá xinh luôn. Chất siêu dày, em quay sang với chất để chất siêu dày nhá. Chất siêu dày luôn ạ. Chất siêu dày luôn thì ơi, quá đẹp luôn nha. Có túi này, dáng dài nha. Em cao ở 1m62 và em nặng ở 48kg mọi nha. Hàng có size thì ơi, hàng có size và có mũ lông ạ. Ai lấy cũng phải con mừng giúp Quỳnh đó là mẫu phao đen kèm số điện thoại thì không nhá. Mẫu phao đen kèm số là ngày mai xả 399k. Xả từ 650 xuống là 390k. Chất liệu của nó là chất liệu hàng siêu dày luôn. Hàng phao các hàng Quảng Châu đều nhá. Siêu dày thì ơi, kể cả mà lạnh không độ thì vẫn ấm thì ơi. Tụi anh ơi, chị đang mặc size màu em ơi. Chị mặc size màu nha. Chị cao 1m62, nặng 48kg. Chị mặc size màu em ơi. Ok, ok, 390 thôi. 399k chứ không phải là 349 đâu nhá. Chị áo như em sao mà 349 được ạ. Em xả sập sàn lắm rồi thì ơi, xả sập sàn lắm rồi mọi nhá. 399k lấy con này con một em đó là mẫu phao đen 399 kèm số điện thoại này. Mẫu phao đen 399 kèm số điện thoại đâu nhá, quá đẹp luôn ạ. Đằng sau này chị ơi, tất nhiên
chị khi mà gửi cho em cái công đoạn đen đấy thì chị sẽ gửi kèm mũ lông nhá. Có ship luôn em ơi, có ship luôn nhá. Comment cho chị đó là áo này, áo mã số đó là áo nâu 399 kèm số loại tí nữa nha, chị sẽ ship luôn nhá. Tình yêu ơi, màu hồng với chị cái con hồng. Ok, em qua màu đỏ trước nha Đình ơi. Ok, màu hồng bên bây giờ nhá. Ok thì kêu nhá nào, ok em qua màu đỏ này. 399k đúng không? Ngày hôm nay Quỳnh xả về sale là 399k thì kêu nhá. Ok em qua màu đỏ này. Em qua màu đỏ thì kêu nhá. Đây thì yêu nha, xả 399k này, màu đỏ quá xinh luôn ạ. Xả từ 650 xuống là 399k màu đỏ đi yêu nhá. Chị ơi nhà em ở đối diện cổng phụ đồng sư phạm thành phố Nguyên ạ. Shop CD Vintage chị yêu nhá. Ok, đây là màu đỏ đi yêu, màu đỏ quá đẹp luôn ạ. Quỳnh sale với giá là 399k. Ai lấy mẫu là con mới, Quỳnh là mẫu phao đỏ kèm số điện thoại yêu nhá. Ai lấy mẫu là con mới, Quỳnh là mẫu phao đỏ kèm số điện thoại, mẫu này quá xinh luôn này. 399k mẫu đi yêu nhá. Dáng sau đi yêu, dáng sau này. Chị ở đối diện cổng phụ đồng sư phạm thành phố Thái Nguyên mọi người ơi, em ở thành phố Thái Nguyên tình yêu nhá. Ok thì yêu nhá, ai lấy mẫu này thì comment cho Quỳnh yêu nhá là mẫu phao đỏ 399 kèm số liên lạc điện thoại, giả từ 600k xuống chỉ còn là 399k thôi. Mẫu phao siêu dài luôn tình yêu ơi, ba màu nhá, đó là màu nâu và màu đen màu đỏ ạ. Áo dạng ngắn tùy từng mẫu tình yêu ơi. Cái con này dáng dài nhưng mà giá rẻ rồi mọi người nhá, còn có con dáng ngắn thì có những con còn đắt hơn cơ mọi người nhá. Nào ok sẽ qua con mới này em. Ok phao đỏ 399 hạ xuống này, em qua con mới nhá. Ai chốt mạng nữa thì comment cho Quỳnh đó là mẫu phao đỏ 399 kèm số điện thoại Đình ơi. Em qua cả mẫu mới này, mã này quá đẹp luôn ạ. Ok em qua màu hồng nhá, màu hồng chị yêu là đôi họ này, nhưng mà màu hồng ngoài là dáng khác cái điều nhá. Màu hồng này em sale với giá là 449k. Màu hồng mà sale giá 449k thì không nhá. Con một em đó là phao hồng 449 kèm số điện thoại này. Phao hồng 449 kèm số điện thoại đi không nhá. Con em sale giá 449k màu hồng. Nhưng mà con hồng này kiểu giá nó hơi khác một xíu nên em không bán cho con kia được nhá. Mẫu lúc nãy chỉ có giá 399k thôi chị ơi. Ok Nguyễn Khả Ngân này. Mẫu vừa rồi là 399k, còn mẫu này là 449k thì không nhá. Con này cho tôi Quỳnh đó là mẫu phao hồng kèm số điện thoại này. Phao hồng 499 yêu nhá. Màu hồng này quá là yêu luôn, nó là màu hường đi yêu nhá. Nó là màu hường, màu hường đấy, rất xinh luôn này. Cái con hồng này là dưới 55kg mặc vừa em ơi, dưới 55kg mặc vừa nhá. Mẫu này quá xinh luôn ạ. Ok thì yêu nhá, này con này cho tôi Quỳnh là mẫu phao hồng 449 kèm số điện thoại này. Con này quá đẹp luôn. Quá đẹp rồi nha, con này dưới 55kg vừa rồi em ạ. Có đủ size nha Tiếng ơi, có đủ size nhá. Tình yêu là bởi em lên màu hồng nhờ, em lên màu hồng rồi mà nhá. Đang lên màu hồng rồi đây Tiếng ơi, Phương Thảo này. Ok nha, để cũng lại con một cái đó là mẫu phao hồng 499 kèm số điện thoại này. Ok nha, lấy mẫu này thì con mới Quỳnh là mẫu phao hồng 499 kèm số điện thoại yêu nha. Mẫu này quá xinh luôn, mũ lông ạ. Mũ lông thì yêu nha. Mũ lông thì yêu này. 499k mẫu này nha, 499k mẫu này quá lầy, quá đẹp luôn ạ. Chất phao thì em chất phao siêu dày luôn. Chất phao siêu dày nha tình yêu nha. Ok Nguyễn Thúy đợi chút xíu tình yêu nha. Có khăn chị ơi, khăn ngày bay nhà em xả trên livestream chỉ với giá là 59k. Khăn ngày bay xả trên live với giá 59k nhá. Còn ai lấy mẫu này thì con mượn giúp Quỳnh là mẫu phao hồng kèm số điện thoại yêu nha. Mẫu phao hồng kèm số điện thoại yêu nha. Mẫu này quá xinh luôn. Em xả 449k này. Ok em qua mẫu mới yêu nha. Phao trắng có dây rút dưới mũ viền cam. Có con nào đấy? Ok. Nào ok em sao gắn màu hồng đất này, con này em sale với giá là 400.
19 kèm số điện thoại này. Con này quá xinh luôn ạ, 419k con phao hồng Điều nhá. 419k đi ơi. À này, con này cho tôi Quỳnh nó là mẫu phao hồng này, 419 kèm số điện thoại nha. Con này giá quá xinh luôn, rất là đầy ấm ạ. Phao ô quả chám đi ơi. Phao ô quả chám, chị ăn qua mẫu đây em. Phao ô quả chám đi nhá, có túi ở tay này, có mua rất xinh luôn nha. Em sale với giá là 419k. 419k được nhá. À lấy mẫu này con mới Quỳnh ạ, là mẫu phao hồng 419 kèm số điện thoại đi nhau nhá. Mẫu phao hồng 419 kèm số điện thoại đi nhau nha. Mẫu này quá đẹp luôn này. Mẫu phao hồng 419 kèm số điện thoại đi nhau nha. Mẫu này quá xinh luôn ạ, 419k mua đi nhau nha. Giá trên và đằng sau này. Ok thì nhau nha. À chốt mã này thì con mới Quỳnh là mẫu phao hồng 419 kèm số điện thoại nhá. Có phao đỏ dáng dài thì ngôi, có phao đỏ dáng dài nhá. Đây phao đỏ dáng dài thì ngôi 390k này. 390k mẫu phao đỏ dáng dài được nhá. À lấy con này con mùi giúp Quỳnh đó là mẫu phao đỏ dài kèm số điện thoại này. Em sale với giá là 399k nhá. Đúng là đám cưới, vừa cưới xong. Ok, đây mọi nhá, mẫu phao đỏ 399 này. À lấy con là con mời quý vị là mẫu phao đỏ 399 kèm số điện thoại đi không nhá. Có màu đen và có cả màu nâu thì ơi, có màu đen và có cả màu nâu nhá chị ơi. Có màu đen có màu nâu em sale từ 600 xuống là 390k màu đen màu nâu mọi nhá. Màu đen, màu nâu, màu đỏ à. Em mặc tất cả các màu rồi mọi người nhá. Mọi người có thể xem lại livestream và đặt hàng qua Facebook trên mạng. Đây đi nhá, 3 màu nhá. Màu đỏ, màu nâu và màu đen. Sale từ giá 600k xuống là 300. Thôi chị màu nâu nào. Đi mặc lại này. Mọi người ơi, nếu mà ai muốn xem, nói chung là giống giống hạt nhau thôi, nó khác với màu thôi mọi người nhá. Tí mọi người xem lại livestream và đặt hàng qua Facebook trên nha. Còn em qua mẫu mới này bởi vì em like cái mẫu quá lâu rồi. Ok thì ơi, có cả màu trắng nhá tình yêu nhá, em có cả màu trắng này. Đây màu trắng cũng sale 390k luôn. À lấy con này con mới Quỳnh là phao trắng 399 kèm số điện thoại này. Mẫu phao trắng 399 kèm số điện thoại nhá. Phao trắng có dây tốt tình ơi. Thật sự là tùy từng mẫu thôi ạ, không phải mẫu nào nó cũng giống nhau được hết đâu mọi người nhá. Đây là mẫu phao trắng này, ông sale giá 399k này. Ok, phao trắng mới rút đây em like bây giờ nhá. Còn cái mẫu phao trắng này cũng sale với giá là 399k này. Ai lấy mẫu này con mừng giúp Quỳnh là phao trắng dài 399 kèm số điện thoại nhá. Phao trắng dài 399 kèm số điện thoại, con này quá xinh luôn. 399k mẫu này ơi, 390k mẫu này nhá. Như Quỳnh ơi, 399k em ơi, chứ không phải là 39 nhá, không phải 99 nhá. Làm sao mà bán phao 99k được hả em? Ok mọi người nha, con này quá xinh, có mũ này. Con này chất tớ rất là dày luôn. Em quay sang đường trước này. Phao béo ạ, chất khá siêu dày nha. Mà nó có cái dây rút túi này. Có dây rút túi đi không ơi? Kẹo rau ơi, để cho chị con màu đen nào. Đây nha mọi người, màu đen đây nhá. Màu đen cũng có mũ lông như cái màu trắng này. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ Quỳnh chưa cần lông. Còn mà khi mà em gửi cho mọi người thì em sẽ gửi kèm lông như thế mọi người nhá. Màu đen màu trắng giống y hệt nhau luôn ạ. Và đều là cái lông kiểu này mọi nhá. Đều là cái lông phối màu như thế này ạ. Lông giống hệt nhau luôn thì ơi. À lấy mẫu này con một em đó là mẫu phao 399k kèm màu kèm số điện thoại ngày mai xả từ 650 xuống là 390k đều nhá. Màu nào cũng xinh luôn. Màu nào cũng xinh mọi nhá. Đây ạ, màu đen thì mọi nhá em dơ luôn mọi xem này. Đấy nhá, còn nếu mà ai thích thì có thể chụp ảnh lại màn hình vào mua hàng inbox em. Ok, Nguyễn Trung Anh nhá. Trung Anh ơi, cho chị số điện thoại em ơi. Trung Anh ơi, cho chị số điện thoại nhá. Tí nữa chị ship luôn em ơi, chiều ship luôn nhá. Nhưng mà phải cho chị số điện thoại thì chị mới ship được em ơi. Trung Anh nhá, cho chị số điện thoại em ơi. Ok, em qua mẫu mới này. Đây nha, đây. Có đủ size thì ơi, em có đủ size SML nhá. Ok, Nguyễn Trung Anh nhá. Em đủ size SML thì em lựa chọn thoải mái nhá. Ok là em qua mẫu mới này. Ok em có thể yêu thì có nhá.
chín ngang này, nút eo của nha, dáng này dáng nút eo này, size L lắng hạ ơi. Ok, Nguyễn Trung Anh ơi, 51 cân nếu chị thay mờ nhá. Size L 55 kg đổ lên chị ơi, size L 55 kg đổ lên nhá. 55 đến 70 kg á là vừa size L. Ok, phao trắng nút eo ạ. Phao trắng nút eo này ngày mai em sale với giá là 649k này. Vừa có khóa, vừa có cúc bấm và vừa có dây rút mũ lông siêu đẹp luôn nhá. Con này đại hàn mà con ấm luôn ạ. Giá sale từ 180 xuống là 649k trên livestream này mọi người nhá. Sale từ 800 xuống là 649k trên livestream này này. Đây ạ, dáng nút eo thì ngô nha, dáng nút eo con này hàng mới về xong, vừa mới về hôm qua em vừa bỏ ra hỏi tối điều nhá. Đây ạ, dáng nút eo này 649k mẫu điều nhá. Ai lấy con này comment Quỳnh là mẫu phao trắng nút eo kèm số điện thoại điều nha. Mẫu phao trắng nút eo kèm số điện thoại 649k nhá. Có size thì ngôi, có size nhá. Nhà em là toàn bộ hàng phao nhưng mà có size từ size S đến size L luôn. Ok, mẫu này quá xinh luôn này, 649k thì ngô nha. À, chốt mã thì comment cho Quỳnh yêu nha, là mẫu phao trắng nút eo kèm số điện thoại. Em xem con này là 649k này. Đáng trước và đáng sau đi ô nhá. 649k mua đi ô nha. Ok như Quỳnh nhá. Quỳnh Như. Quỳnh Như ạ. Ok Quỳnh Như nhá. Ok này em qua mẫu mới đi ô nha. Mỗi mùa chia sẻ livestream tiếp mùa nhá. Em qua mẫu mới này. Nhớ là phải chia sẻ livestream với em thì mới được mua với giá như thế này thì không nhá. Ok, con phao đen này quá đẹp luôn. 525k thì ô, 525k con phao đen này thì không nhá. Con phao đen này siêu đẹp luôn này. 525k thì không nhá. À, lấy con này con muốn giúp Quỳnh là mẫu phao đen 529 kèm số điện thoại này. Phao đen 529 thì không nhá, con này siêu dày luôn nhá. Em sale với giá 529k này. 529 nhầm. Ok đều nha, con này mũ lông đen này. Mọi người nhìn giúp em một nhá. Đây ạ, phao siêu ấm luôn. Phao siêu mọi người nhá. Thời tiết này bất chấp thời tiết không độ siêu ấm này. Chất của nó đi ngâu này. Con này có màu khác không em? Có màu vàng. Có cả màu vàng nè ơi. Có cả màu vàng nhá. Em có cả màu vàng mọi ơi. 529k mẫu này nhá, thì không nhá. Ok, 529k mua điếu nhá. Lấy con này con muốn giữ quần là mẫu phao đen kèm số điện thoại này. Chị ơi, mẹ tả hết tơi ra thối này. Ok, điếu nhá. À, lấy mẫu này con muốn giúp em thì ơi. Là mẫu phao đen 529 kèm số điện thoại này. Con này có mũ lông màu đen xiệp điếu nhá. Mũ lông màu đen này. Mũ lông màu đen điếu nhá, đây ạ. 529k mua điều nha. À, lấy con này con mượn giữa Quỳnh đó là mẫu phao đen 529 kèm số điện thoại điều nha. Mẫu phao đen 529 kèm số điện thoại ạ. Con này dáng trước này và dáng sau điều này. 529k mua điều nha. À, lấy con này con mượn giữa Quỳnh là mẫu phao đen 529 kèm số điện thoại điều nha. Ok em qua mẫu mới cái tình yêu nha. Em qua mẫu mới mọi người. Em qua mẫu mới mọi người nhá. Ok là em có cả cái màu này là màu jean mọi người nhá. Đây là màu xanh của con bò này. Đây có cái màu rất đẹp luôn mà cái mũ của nó là mũ trắng mình yêu nhá. Mũ lông trắng luôn. Em sale giá 529k thì không này. À lấy con này con một em bảo là mẫu phao 529 kèm theo màu màu xanh kèm số điện thoại thì không nhá. 529 kèm theo xanh kèm số điện thoại này. Màu rất là hiếm đi ông này và cái mũ lông là mũ lông trắng đi ông nhá. Đây mũ lông trắng là tình yêu nha. 529k mũ là tình yêu nhá. Đây đi ông nhá, đây ạ. Đây là màu xanh tin tình yêu này. Em sale 529k màu là như kiểu là áo bò thì thôi. Màu có gì áo bò mọi người nha. Con này quá đẹp luôn này. Mũ lông trắng tình yêu nha. Mũ lông
9k này. Mũ lông trắng tình yêu nha, đây mũ lông trắng này. À, lấy con này con một em đó là mẫu phao xanh 529 kèm sổ điện thoại tình yêu nhá. Mẫu phao xanh 529 kèm sổ điện thoại tên bạn. Quá đẹp luôn tình yêu này. Đã làm trước và đằng sau mùa nha. Con một em đó là mẫu phao xanh 529 kèm sổ điện thoại tình yêu nha. Mẫu này quá đẹp luôn ạ. Em sale với giá là 529k thì cái mẫu hàng siêu hot là tình yêu nhá. Ok, em qua mẫu mới mời nha, em qua mẫu mới điều nhá. Có vàng em ơi, có vàng nhá. Em có vàng mọi người nha. Ok, em qua mẫu mới có tình yêu nhá. Áo lên chị mặc bây giờ là 250 tình ơi. Ok, em bên sau mới điều nhá. Em à. Ok nha, em đang con sau nâu này tình yêu này. Con sau nâu này em bên xả với giá là 479k điều nhá. 479k con sau nâu tình yêu nha. Phao nâu của Điêu nhá. À, lấy mã này comment cho Quỳnh đó là mẫu phao nâu kèm số điện thoại Điêu này. Mẫu phao nâu của Điêu nhá. Em sale con này hàng siêu nhẹ luôn với giá là 479k này. Comment cho em đó là mẫu phao nâu kèm số điện thoại Điêu nhá. Mẫu phao nâu Điêu nhá, với giá sale là 479k Điêu này. 479k cái mẫu phao nâu của Điêu nhá. Con này dáng quá đẹp luôn ạ. À, đấy con này con mình cho Quỳnh đó là mẫu phao nâu 479 kèm số điện thoại tình yêu nha. Phao nâu 479 cho Quỳnh yêu nha. Con này quá xinh luôn. 479k mẫu tình yêu nhá. À, lấy con này cho Quỳnh là mẫu phao nâu 479 kèm số điện thoại nha, mẫu lông này. Em xem con này với giá là 479k tình yêu nha. Ok, em qua mẫu mới tình yêu nhá. Cả phao giá ngắn tình yêu nha, lên phao giá ngắn này. Đấy, em đây con này bao nhiêu đây? Chỗ mày giá đây không? Là 419k tình yêu ơi, 419k này. Ai lấy mẫu này con muốn cho Quỳnh nó là mẫu phao vàng 419 kèm số điện thoại tình yêu nhá. Mẫu phao vàng 419 kèm số điện thoại cho Quỳnh ạ. À, con này em sale giá 419k này. Mẫu phao vàng 419 kèm số điện thoại nhá. Con em sale với giá sale là 419 nha. Cái mẫu phao vàng này quá ngắn xinh luôn này. Đây là phao ngắn và là phao ô quả chám thì ngon ơi. Rất là dày và ấm luôn ạ. Có túi khóa được nhá. Ở tay là có khóa này. Đây ạ, tay có túi khóa được nhá. Xả với giá sale là 3-419 nha cái mẫu này. Anix cũng lại có một cái là mẫu phao vàng 419 kèm số điện thoại nhau nhá. Phao vàng 419 kèm số điện thoại nhá. Sale con này trên livestream với giá sale là 419k nha. Túi đây nha. À, lấy mã cho các Quỳnh đó là mẫu phao vàng 419 kèm số điện thoại tình yêu nhá. Có áo phao là cũng có mũ mà em, áo phao là cũng có mũ mà mũ đây nhá. Mũ tình yêu nhỉ. Áo phao là cũng có mũ hết tình yêu nhá. À, lấy mã này thì có một cho Quỳnh yêu nhá là mẫu phao vàng 419 kèm số điện thoại tình yêu nhá. Mã này quá xinh luôn. Ok, em qua mẫu mới mọi người nhá. Ok này, em đang con phao Fanny đi nhá. Phao Fanny ngày em sale trên livestream với giá là 479k này. Con một tụi em đó là mẫu mẫu phao Fanny kèm số điện thoại đâu nhá. Phao Fanny kèm số điện thoại này. Phao Fanny đi đâu nhá, em xả luôn con này với giá sale luôn này. Là 479k này. Phao giá ngắn đi đâu nhá, phao giá ngắn nha, em sale giá 479k. À, lấy con này con muốn cho Quỳnh là mẫu phao Fanny kèm sổ điện thoại tình yêu nhá. Mẫu phao Fanny kèm sổ điện thoại cho Quỳnh ạ.
479k con yêu nhá. 479k con này quá đẹp luôn này. Mẫu pha pha nỉ yêu nhá. Em xem con này với giá sale là 479k trên livestream Tình ơi. Ok như Quỳnh nhá. Dáng trước này và dáng sau thì yêu nhá. Ai lấy mẫu này con muốn cho Quỳnh là mẫu pha pha nỉ kèm số điện thoại yêu nhá. Ok em qua mẫu mới đi đâu nha. Anh lấy mẫu này các mẫu này là mẫu pha pha nỉ kèm số điện thoại nha. Em qua mẫu mới này. Phao đen ngắn đi nhô. Đây phao đen ngắn này em sale 419k này. Phao pha nỉ em ơi có nghe con mẫu đi không nhỉ? Có màu đấy thôi Đình ơi, có màu be đấy thôi. Phao nam thì nhà em không có đâu, nhưng chỉ có bán hàng nữ thôi ạ. Ok, bên màu đen này. Màu đen này em sale 419k nhá. À đấy, con này con mua từ em là mẫu phao đen 419 kèm số điện thoại này. Phao đen 419 kèm số điện thoại Đình yêu nhá. Ôi mặt ơi, cái mẫu vừa rồi có mỗi màu này thôi em ạ, không có màu khác đâu. Đây là gì ơi, màu đen nhá, màu đen sale rồi giá là 419k này. Alex. Tình yêu ơi, lấy mà phao dài tí chứ tắt live stream đi, xem bạn live chị em nhá. Tí nữa khi mà chị tắt live stream thì xem bạn live trở thành màn hình và đặt hàng qua inbox của chị em yêu nha. Ok, là con phao đen em sale rồi giá là 419k này. Ôi bạn ơi, bạn muốn xem lại cái mẫu nào hả bạn? Bạn muốn xem lại mẫu nào? Phao nỉ, ok em bây giờ giơ chỗ phao nỉ nào. Đây nhiều nhá, phao nỉ sale giá 479k này, mẫu nỉ ạ. Mẫu là mẫu nỉ đều nhá, còn áo con áo phao thôi. Siêu dày luôn ạ, áo này lại không độ ẩm luôn. Còn túi của nó là túi vuông rồi nhá, túi là túi vuông luôn. Con này quá đẹp luôn, giá gốc tại cửa hàng là 650. Và trên livestream này sale của là 479k nhá. 479k thì ô nhá. Con giá ở cửa hàng là 600 này. Ok nhá, lấy con này có một giúp Quỳnh nha, đừng nhá, là mẫu phao nỉ kèm số điện thoại. Con này có mỗi một màu này thôi, màu be, màu này quá đẹp luôn. Màu này là màu hồng be, đừng ngâu nhá, màu hồng be. Đúng rồi, hài mà có sai hết nhá, đừng ngâu nhá. Không, đừng ngâu ơi, chuẩn của nó như thế chứ làm sao cao thấp được. Cao thấp thì làm sao mà đóng khóa được ạ? À? Phải bằng nhau thì mới đóng khóa đúng không ạ? Chứ làm sao mà bằng cao thấp làm sao đóng khóa được ạ? À? Đây thì yêu nha, đây nha. Đây, 479k túi vuông này. Chất phao siêu dày, sườm luôn. Áo len không có sai đâu em ơi. Áo len làm gì có sai được ạ em. Áo len không có sai đâu, chỉ có phao có sai thôi em ơi. Ok nha, lấy con phao đen này. Các mừng là mẫu phao đen 419 kèm số điện thoại yêu nha. Kèm số điện thoại Đình ơi. Con một quần là phao nỉ kèm số điện thoại nhá. Áo vàng. Ok áo vàng này đúng không? Ok áo vàng mình là áo vàng này nhá Đình yêu nhá. Tôi bạn ơi, con một giúp mình đó là mẫu phao nỉ kèm số điện thoại Đình yêu nha. Ok mình lên con phao vàng Đình yêu nhá. Em lên con phao vàng này này. Cho mình số điện thoại đi ngôi, cho phao nỉ, lúc ấy cho mình xin số điện thoại đi không nhá.
có size điều nhá, đủ size M luôn. Con này mũ lông trắng này, mũ lông trắng điều nhá. À lấy con này cho tôi Quỳnh là mẫu phao vàng dài kèm số điện thoại điều nhá, em sale với giá là 529 nha, cho nó chim này một nhá. Ok mọi người nhá, lấy con này con mũ Quỳnh là mẫu phao vàng dài kèm số loại xả từ 800 xuống là 529 nha. Chất phao siêu dày và túi của nó là túi hộp vuông ạ. Túi hộp vuông được nha, con này quá đẹp luôn này. 529 nha con này yêu nhá. À chắc con này con mời quyền là mẫu phao vàng dài kèm số điện thoại yêu nha. Mũ lông này. Ok thì yêu nha, lấy con này con mời quyền là mẫu phao vàng dài kèm số điện thoại mọi người nha, con này quá đẹp luôn. Ok chốt nhá. Em qua mẫu mới thì yêu nha, em qua mẫu mới mọi người nha, con phao vàng này quá đẹp luôn. Ok em qua mẫu mới tình yêu nhá. Ok nha, em qua cả cái mẫu thể thao này, thao đỏ thể thao giúp Quỳnh này tình yêu ơi. Màu trắng yêu nha.
trắng quá xinh luôn ơi, màu trắng quá xinh luôn ạ. Ở trắng này cũng sale với là 469k em yêu ơi, 469k nhá, màu trắng này quá xinh luôn này. Con này xin một nhá, con này em sale rẻ là có 275.000 thôi. Có 275k thôi đúng ơi. Nhầm, áo len trắng là 250 một nhá, áo len trắng là 250 ạ. Áo phao này 50. Áo phao em sale giá 449k. Con phao này sale 449k nhá, còn áo len chị mặc là giá 250 em ơi. Mẫu này chút tôi quần là mẫu dạ.
chụp điện thoại đi yêu nha. Ok, em qua mẫu mới tình yêu nha, em qua mẫu mới này. Em qua mẫu giả Hàn Quốc mới về tình yêu nha, em qua mẫu giả Hàn Quốc mới về này. Chị đã lên mọi người nha. Em hẹn mọi người livestream sau thì yêu nha. Bye bye đi của em ạ. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ cùng yêu nha.